Rồi, ok, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với clip tiếp theo về tựa game Quyền Vương Chiến của kênh Review Game em nhá. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng khám phá một cái vị tướng mới, một vị tướng phẩm SR mới ra mắt ở server Việt Nam, mới được update thôi. Chứ còn để mà kiếm được cái vị tướng này thì chúng ta buộc phải chờ đợi cái event sắp tới nhá. Chứ bây giờ này nó chỉ xuất hiện hình ảnh thôi, chứ còn về cái vấn đề mà kiếm được cái vị tướng này thì chúng ta vẫn chưa thấy nhá. Vị tướng có tên đó là Rugo, một cái con tướng với cái vai trò thủ em ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào cái con arc Trung Quốc để mà review và trải nghiệm gameplay cũng như cái sức mạnh trước của cái vị tướng này. Để mà khi ở server Việt Nam chúng ta có thì chúng ta có nên chơi cái vị tướng này hay không, có nên xúc cái event của cái vị tướng này hay không. Ok, Rugo. Vị tướng này có cái hình ảnh nó phải nói là nhìn nó bao ngầu luôn. Quần đỏ, áo đen, cơ bắp cuồn cuộn, tóc vàng với bộ râu nhìn rất là đáng sợ em ạ. Nhìn nó cứ ngầu ngầu kiểu gì ạ. Ở bên server Trung Quốc ấy thì có một vài arc top sở hữu và chơi cái vị tướng này. Với cái con arc này thì chủ arc có bảo là con tướng Rugo này nó dùng rất là tốt, rất là khỏe, nhưng mà đã nỡ không nuôi rồi nên bây giờ nuôi lại nó sẽ khá là khó. Thực sự nó sẽ rất là khó em nhá. Đây ở cái bảng xếp hạng của chúng ta đây. Thì ở cái bảng xếp hạng về ải này, chúng ta có một cái con arc top 1 đang chơi cái vị tướng Rugo, sở hữu trong mình đến 932.733 lượt chiến em ạ. Đấy, ok. Rugo, nghe tên nó đã thấy được cong lưỡi rồi. Con tướng này tuy là không cho vào trận hình nhưng mà đã nâng cho cái vị tướng này lên cái phẩm cam. Lên cái phẩm cam rồi anh em nhá. Toàn bộ các cái trang bị ở đây đều đã lên cái phẩm cam. Nhưng mà tiếc là mới chỉ có 4 sao thôi. Rugo thì vẫn có thể là dư sức nâng lên được 5 sao. Nhưng mà để mà do cái con ác này nó không chơi ấy, nên khi mà chúng ta nâng lên 5 sao thì nó sẽ tốn rất là nhiều cái điểm nâng sao em ạ. Nên hiện tại chúng ta cứ tạm thời là 4 sao đã. Rugo với con ác này đang sở hữu trong mình 133.336 lực chiến, với thủ đang là 21.424, công là 51.969 và máu hiện tại mới chỉ có 825.786 thôi. Đọc nghe thì nó khủng thật đấy so với Việt Nam chúng ta đấy, nhưng mà đối với con arc này thì vị tướng này hiện tại nó khá là yếu nhá, rất là yếu luôn. Ok, không biết là bao giờ server Việt Nam chúng ta sẽ có cái event để mà chơi được cái vị tướng này, để mà triệu hồi được cái vị tướng này, thì chúng ta buộc phải chờ đợi trong thời gian sắp tới nhá. Với cái phần túc mệnh của vị tướng, đây chính là phần túc mệnh của tướng này. Với cái server Việt Nam chúng ta ấy, thì Eerie dị vẫn chưa có. Chính vì thế là Rugo khi mà ra mắt tại Việt Nam thì mình nghĩ là cái túc mệnh nó sẽ chưa đủ, không đủ. Và chúng ta chỉ có ép được cái phần túc mệnh ở cái phần thức tỉnh trang bị thôi em nhá. Ok. Ngầu thì đừng hỏi luôn. Về cái phần chiến hồn thì chủ ác đang bớt cho cái vị tướng Rugo này hai cái chiến hồn cam 5 sao. Hai cái chiến hồn cam 5 sao luôn. Bây giờ ác của mình sở hữu được một cái chiến hồn cam 5 sao đã khó rồi, nhưng mà cái vị tướng này tuy là không chơi nhưng mà lại có trong mình đến hai cái chiến hồn 5 sao cam. Và chúng ta sẽ cùng khám phá về chiến hồn chính, chiến hồn ở bên tay trái chúng ta. Ok, đầu tiên là về quyền hồn vua bất tử em nhá. Khi mà vào sân thì bản thân sẽ tăng 30% tỷ lệ miễn thương và 80% kháng hiệu quả. Đấu sĩ hàng sau phe ta nhận một nửa cái hiệu quả và duy trì trong vòng 60 giây. Ok, đó là cái chiến hồn đầu tiên. Với cái mai rùa này, khi mà bản thân bị tấn công sẽ hồi phục 128 cái điểm nộ em nha. Tiếp theo, chiến hồn nữa tăng cho tất cả cái đấu sĩ 2% tấn công và cộng với phòng thủ, không ra trận thì vẫn sẽ có cái hiệu quả em nha. Đó là phần chiến hồn chính của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bộ các cái kỹ năng của cái vị tướng này. Đầu tiên đó là cái chiêu thức ấp sát. Tuyệt chiêu chí mạng của Rugo, dùng sức mạnh áp đảo kẻ địch, tấn công một kẻ địch này, bản thân tăng một tầng bất khuất. Có cái xác suất tăng cho hàng sau phe ta một tầng bất khuất. Địch càng đông, xác suất càng lớn. Nếu mà cái mục tiêu là cái đấu sĩ tấn công, tăng cho bản thân và hàng sau phe ta 10% tỷ lệ sát thương này, duy trì cho vòng 2 lượt liên kích của địch.
đồng thời thì sẽ hồi sinh lực bằng 20% sát thương gây ra bởi kỹ năng này. Nếu mà mục tiêu là cái đấu sĩ phòng ngự tăng cho cái bản thân phe hàng sau ta 60% tỷ lệ chống đỡ, duy trì một lượt liên kích của địch, đồng thời sẽ khiến kỹ năng này bỏ qua 80% phòng thủ của mục tiêu luôn. Nếu mà mục tiêu là cái đấu sĩ kỹ năng tăng cho bản thân và cái hàng sau của phe ta 40% kháng hiệu quả, duy trì hai cái lượt liên kích của phe địch, có cái xác suất lớn kèm choáng nữa nhá. Khi mà anh em thức tỉnh cái vũ khí ấy thì chúng ta sẽ tăng mạnh được cái sát thương. Khi mà cái sinh lực bản thân dưới 50% sẽ có cái hiệu quả thêm. Với mỗi cái đấu sĩ kim cang bất khuất hoặc chiến hồn thiên phú là huyền vũ trên sân phe ta, bản thân nhận được 50 nộ, hồi được 50 nộ em nha. Vãi trưởng cái bộ chiêu thức thứ nhất, cái siêu tuyệt kỹ của vị tướng này đọc mỏi mồm vãi trưởng và nó lại bớt khá là ngon. Khá là xịn luôn đấy. Cái gì cũng có, cái gì cũng có em nha. Với cái chiêu thức thứ ba, diệt tộc chiết cát em nha. Rugal thì sẽ tấn công một kẻ địch, hồi 100 cái điểm nộ và xác suất nhất định thì kèm thêm choáng em ạ. Đấy, kèm thêm choáng luôn. Về cái chiêu thức tiếp theo, tuyệt chiêu của Rugal, tấn công và tạo lá chắn, công phòng nhất thể. Tấn công một kẻ địch, bản thân tăng 20% tỷ lệ miễn thương, sát suất nhất định kèm một tầng bất khuất khi mà bị sát thương chí mạng không tử vong. Có nghĩa là khi một cái tướng nào sử dụng sát thương chí mạng khi mà vị tướng này gần hết máu rồi thì vị tướng này nó sẽ không bị chết em nha. Ok, đó là bộ kỹ năng của Rugal. Còn lại các cái chiêu thức khác thì nó không có gì quan trọng cho lắm. Ok, 105 mảnh. Với cái phần năng lượng tăng sao 1200 này, vị tướng này chắc chắn sẽ là một cái vị tướng R tiếp theo rất là chát để có thể nâng lên được sao em nhá. 1200 nó đéo bao giờ cho nó đủ anh em. Tốn vãi trưởng luôn đấy. Đấy là đối với nông dân của chúng ta thôi, đối với người ít nạp thôi, chứ còn đối với đại gia thì với 1200 cái điểm năng lượng tăng sao này nó quá là đơn giản em ạ. Chịu chơi, đã chơi là chơi cho chót. Chắc chắn là vị tướng này khi mà về Việt Nam chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái top sẽ chơi cái vị tướng này và sẽ cho cái vị tướng sớm hay muộn cũng phun xào em ạ. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá cái sức mạnh của vị tướng Rugal này ở cái ải em ạ. Hiện tại là ải nhá. Còn nếu mà chúng ta mà cho vào đội hình và đi solo với những cái con ác có cái lực chiến thấp hơn thì cũng ổn đấy, nhưng mà nó sẽ không sâu rõ lắm với cái sức mạnh của Rugal, do Rugal hiện tại ở con ác này khá là yếu. Ải chúng ta đây, ải chúng ta thì hiện tại chúng ta sẽ đánh với cái ải đây, với cái ải chính tuyến 24-8 thế nào. Bây giờ thì mình sẽ bày lại cái trận một xíu em nha. Mình sẽ lấy duy nhất một cái vị tướng tanh và bỏ tất cả các cái vị tướng này ra và cho mỗi cái vị tướng Rugal này vào thôi. Đây, cái con tanh hàng trước này khi nào mà nó ra mắt tại server Việt Nam thì chắc chắn là mình sẽ có một cái bài review. Tại vì con này nó trâu vãi trưởng anh em ạ. Cái giáp trắng của nó ấy, đánh mãi không chết luôn. Tởm thực sự luôn anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng vào cái ải để mà xem sức mạnh của vị tướng này xem thế nào nhá. Ready, go! Double Booker! Gang again!
Ok, do là hai con tướng thủ ấy, đam nó không nhiều cho lắm nên chúng ta đã hết giờ. Mình ngồi mình ngẫm lại cái bộ kỹ năng của cái vị tướng này, mình thấy là nó khủng vãi chưởng em ạ. Nhất là khi mà cái trận đấu vừa xong nó kết thúc em ạ. Với cái đấu sĩ phòng ngự tăng cho bản thân và hàng sau của phe ta 60% tỷ lệ chống đỡ và duy trì trong vòng một lượt liên kích của phe địch, đồng thời sẽ khiến những kỹ năng này bỏ qua 8% phòng thủ của địch anh em ạ. Tởm vãi trường luôn. Anh em có thể là đọc lại cái bộ kỹ năng hoặc nghe lại cái bộ kỹ năng thì em thấy là cái vị tướng Google nó kinh khủng như nào. Ngoài ra thì mình còn ấn tượng với cái chiêu thức, đó là cái chiêu thức khi mà sát thương chí mạng thì sẽ không tử vong cái vị tướng này. Anh em có nhớ đến cái đoạn mà hai cái vị tướng bên ta đánh với cái con tướng Google bên địch không? Ở cái ải vừa nãy đấy. Con Google đánh mãi nó không chết dù cho là cái lượng máu của nó rất là thấp. Đấy. Khi mà bị sát thương chí mạng thì vị tướng này sẽ không bị tử vong. Khá là thú vị đấy. Chắc chắn đây sẽ là một cái vị tướng cực kỳ hot trong thời gian sắp tới khi mà nó ra mắt ở cái server Việt Nam chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục xem một cái trận đấu ở cái ải tinh anh khác em ạ. Ải tinh anh 23.5. Và mình sẽ bỏ vào đây duy nhất chỉ có hai cái con tướng thủ như vừa nãy thôi, như cái trận hình vừa nãy em nha. Tại vì mình thấy là ở cái ải tinh anh này đánh nó cũng khá là dễ chứ nó cũng không khó lắm. Ok, hai con rùa em ơi. レディーゴー。ゲージ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 
極限竜奥義とどめじゃ。ゼロ戦。残虐剣。極限竜奥義とどめじゃ。ゼロ戦。ダブルブケ。ライダー。残虐剣。極限竜奥義とどめじゃ。ゼロ戦。死ね。
斬撃拳。こりゃ。これで終わりじゃ。極限竜奥義。とどめじゃ。ジャイアンジェン。ダブルブゲ。レーザー。斬撃拳。こりゃ。これで終わりじゃ。極限竜奥義。とどめじゃ。ジャイアンジェン。斬撃拳。こりゃ。これで終わりじゃ。極限竜奥義。とどめじゃ。ダブルブゲ。ジャイアンジェン。斬撃拳。こりゃ。これで終わりじゃ。極限竜奥義。とどめじゃ。ダブルブゲ。ジャイアンジェン。斬撃拳。Rồi, ok. Dù là nó cũng hơi dễ dễ một xíu nhưng mà đánh vẫn hết thời gian anh em, và Rugal cuối cùng ở đoạn cuối cũng đã hẹo rồi. Nhưng mà anh em cũng đã thấy là cái sức mạnh của hai cái vị tướng thủ, và đặc biệt là cái sức mạnh của cái vị tướng Rugal về cái độ chống chịu hay là sát thương đơn của nó như thế nào. Rất là khủng em nha. Rồi, ok, đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Video giới thiệu và review cho anh em, sâu cho anh em luôn cái gameplay của cái vị tướng Rugal. Một cái con tướng phẩm SR với cái vai trò thủ mới nhất được update vào server Việt Nam chúng ta vào sáng ngày hôm nay. Đấy. À, chúng ta hãy cùng chờ đợi cái event để mà triệu hồi cái vị tướng Rugal này, để mà có cái nhìn toàn cảnh nhất về cái vị tướng khi mà ở cái server Việt Nam chúng ta như thế nào nhá. Sau khi mà anh em xem xong cái video này thì có suy nghĩ gì về sức mạnh kèm theo cái độ chống chịu của cái vị tướng Rugal này thì hãy comment phía dưới. Còn bây giờ thì mình xin dừng cái video đây thôi. Hẹn lại anh em vào các video tiếp theo nhá. Bye bye.